Chào mừng quý vị khán giả đã đến với kênh Em Channel. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn yêu thương, đồng hành, hỗ trợ và góp ý giúp cho anh Em Channel ngày càng hoàn thiện hơn. Trước khi em chia sẻ, em xin kính chúc quý khán giả luôn luôn bình an, hạnh phúc và thành công trên con đường mình đi nha. Quý khán giả nào có theo dõi anh Em Channel thì biết thời gian gần đây em chia sẻ về chương trình siêu trí tuệ. Quý anh chị nào biết rồi thì cho em xin chút thời gian để chia sẻ lại siêu trí tuệ chút xíu để có anh chị nào chưa biết thì biết thêm chút nha. Siêu trí tuệ đã về đến Việt Nam và Việt Nam là nước đầu tiên được phát sóng tại Đông Nam Á, được DADTV mua bản quyền và phát sóng từ Indosat Group của Đức, đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như ngưỡng mộ, sởn gai ốc, nổi da gà, tự hào và xúc động. Trải qua 3 tập phát sóng của chương trình, đã tìm ra 6 ứng viên gia nhập vào biệt đội siêu trí tuệ. Em xin chúc tất cả các ứng viên sẽ đạt được thành tích cao trong những phần thi kế tiếp. Và tập 4 sẽ phát sóng ngày thứ Bảy 16 tháng 11 năm 2019. Ban giám khảo gồm nhà báo Lại Văn Sâm, phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, ca sĩ Tóc Tiên, giám khảo khách mời là Trần Ly Ly và MC là Trấn Thành. Tập 4 này hứa hẹn sẽ nhiều thú vị, bất ngờ và hấp dẫn. Một trong ba ứng viên là Thắng Ngô, anh là một trong 12 giám khảo quốc tế và là người Việt Nam duy nhất trong cuộc thi Organigoso kỷ niệm lần thứ 50 năm 2019. Anh có đam mê rất mãnh liệt về cá koi. Thử thách của anh khi đến với siêu trí tuệ Việt Nam là bịt mắt nhận biết cá koi. Hai trong ba ứng viên là Minh Hiếu, 9 tuổi, đến từ Hà Nội. Minh Hiếu nói, từ nhỏ con rất thích chơi với những con số, không cần máy tính, con cũng có thể đưa ra một đáp án đúng nhất, chính xác nhất. Thử thách của Minh Hiếu là đi trên xe thăng bằng, tính nhẩm, chạy đua cùng Domino. Như đã chia sẻ ở clip trước, thì em hứa khi nào có thông tin của ứng viên thứ ba em xin chia sẻ cho quý vị khán giả. Hôm nay thì em có rồi đây. Em xin chia sẻ là ứng viên nữ duy nhất xuất hiện ở tập 4 chương trình siêu trí tuệ là chị Lê Hồng Ngọc, xuất thân là một vận động viên võ thuật, đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Chị hiện là huấn luyện viên yoga quốc gia. Nghe đến đây thì chắc quý vị khán giả cũng thắc mắc là yoga chỉ là luyện tập mà tại sao lại đến với siêu trí tuệ thì sẽ mang đến cái gì cho siêu trí tuệ? Chị chia sẻ, yoga liên quan đến tâm trí, tinh thần và thể chất mình. Khi tâm của mình bình an, mình biết thương người nhiều hơn, mình biết thương thân mình hơn, thì bộ não của mình có thể khai sáng hơn. Chị tâm sự thêm, hành trình 17 năm đến với sự chuyển động của cơ thể thật tình cờ nhưng đầy tâm huyết. Những vóc dáng hình hài khác nhau, đánh dấu những chặng đường trưởng thành, chiến thắng hoàn cảnh và bản thân, là sự kết hợp hài hòa giữa thể chất và nhận thức của não bộ. Từ đó yoga được xem là một bộ môn trí tuệ. Chị cho biết thêm, khi chị nằm xuống vì có những giọt nước mắt đã rơi, những nỗi đau đã tới, thất bại là điều không thể tránh khỏi, mọi thứ như muốn dừng lại. Nhưng khi nghe hai con nói, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi cố lên, như tiếp thêm sức mạnh cho chị đã không khuất phục số phận và đứng dậy bước tiếp. Thử thách của chị khi đến với chương trình là chương trình có 5 khuôn là 5 tư thế yoga, chị trải qua 5 trên 5 thì chị sẽ thành công. Nhìn thấy thì ai cũng có thể làm được phải không quý vị khán giả? Nhưng mọi chuyện thì không hề đơn giản như vậy. Liệu anh Thắng Ngô, chị Hồng Ngọc và bé Minh Hiếu có vượt qua được thử thách để bước lên đài danh vọng, gia nhập vào biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam hay không? Cùng em chờ đến thứ Bảy, ngày 16 tháng 11 năm 2019 nha. Mong là những thông tin của em chia sẻ phần nào có ích với quý vị khán giả. Cảm ơn quý khán giả thật nhiều. Chúc bình an, hạnh phúc và thành công. Chúc chương trình siêu trí tuệ Việt Nam thành công rực rỡ. Chúc các bạn ứng viên đạt thành tích cao và mang tự hào cho Việt Nam. Em xin chào và hẹn gặp lại.